Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Theo Thánh Luca. Đến giờ Chúa Giêsu vào bàn ăn với 12 tông đồ và bảo các ông: Thầy đã tha thiết ước ao ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ nạn. Thầy bảo các con, Thầy sẽ chẳng bao giờ ăn lễ này nữa cho đến khi lễ này được thực hiện trong nước Thiên Chúa. Rồi người cầm chén tạ ơn và phán: Các con hãy lãnh nhận chén này mà chia cho nhau. Thầy bảo cho các con biết, Thầy sẽ không uống thứ nho này nữa cho đến khi nước Thiên Chúa đến. Đoạn người cầm bánh và tạ ơn, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: Này là mình ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: Chén này là tân ước trong máu ta sẽ đổ ra vì các con. Vả lại, này tay kẻ nộp ta đang ở gần ta, ngay trên bàn này, đành rằng con người sẽ ra đi như đã được ấn định, nhưng vô phúc cho kẻ nộp người. Bấy giờ các ông bắt đầu hỏi nhau xem ai trong nhóm họ là kẻ làm điều đó. Giữa các ông cũng xảy ra một cuộc tranh giành xem ai trong họ được coi là cao trọng hơn hết. Nhưng người bảo: Vua chúa các dân ngoại thì thống trị dân, và những kẻ có quyền hành trên dân thì bắt dân gọi mình là ân nhân. Phần các con thì không như thế, vì ai cao trọng hơn các con thì hãy trở thành như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu hãy trở thành như người hầu bàn. Vì người ngồi ăn và kẻ hầu hạ ai trọng hơn? Nào chẳng phải là người ngồi ăn ư? Thế mà thầy ở giữa các con như người hầu hạ. Còn các con đã kiên trì với thầy trong các cơn gian nan của thầy, và thầy xếp đặt nước trời cho các con như cha thầy đã xếp đặt cho thầy, để các con sẽ được ăn uống đồng bàn trong nước thầy và được ngồi trên tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Rồi Chúa nói: Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng con như sàng gạo, nhưng ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Ông thưa người: Lạy thầy, con sẵn sàng theo thầy dù vào tù hay đi chịu chết. Nhưng người đáp: Phêrô, thầy bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con đã chối rằng không biết thầy. Và người bảo các ông: Khi thầy sai các con đi không mang theo túi tiền, không bị, không giày dép, nào các con có thiếu thốn sự gì không? Các ông thưa: Không thiếu gì cả. Vậy người nói: Nhưng bây giờ ai có tiền túi hãy cầm lấy, ai có bị cũng hãy làm như vậy, và ai không có gươm thì hãy bán áo choàng mình mà mua lấy gươm. Vì thầy bảo các con hay, còn điều này chép về thầy cũng cần phải được ứng nghiệm. Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác, vì mọi điều đã chép về thầy phải được hoàn tất. Các ông thưa người: Thưa thầy, này có hai thanh gươm đây. Và người bảo: Đủ rồi. Đoạn người ra đi lên núi cây Ô Liu như thường lệ. Các môn đệ cũng đi theo người. Đến nơi, người bảo các ông: Các con hãy cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con muốn
một theo ý cha. Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện ra an ủi người, và người lâm cơn hấp hối, người cầu nguyện thiết tha hơn, và mồ hôi người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng dậy trở lại chỗ các môn đệ và thấy các ông còn đang ngủ vì buồn sầu. Người liền bảo: các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện, kẻo xa chứa cám dỗ. Người còn đang nói thì này đây, một lũ đông và một người trong nhóm 12 là Giuđa dẫn đầu, hắn lại gần Chúa Giêsu để hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn: Giuđa, ngươi lấy cái hôn để nộp con người ư? Thấy các sự sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi: thưa thầy, chúng con có nên dùng gươm mà chém không? Và một người trong các ông chém tên đầy tớ thượng tế đứt tai phải. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo: thôi đủ rồi. Và người sờ vào tai người đầy tớ ấy mà chữa cho y lành lại. Rồi Chúa Giêsu bảo các kẻ đến bắt người gồm các thượng tế, trưởng vệ binh đền thờ và kỳ lão rằng: các ngươi cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt ta như bắt tên cướp ư? Hằng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta, nhưng đây là giờ các ngươi và của quyền lực tối tăm. Chúng liền bắt người và điệu tới nhà thầy thượng tế, còn Phêrô đi theo xa xa. Họ đốt lửa ngay giữa sân và ngồi vòng quanh. Phêrô cũng ngồi lẫn với họ. Một đứa đầy tớ gái thấy ông ngồi gần lửa thì nhìn kỹ ông và bảo: cả ông này cũng theo hắn. Nhưng ông chối và nói: này chị, tôi đâu quen biết người ấy. Một lát sau, có người khác nhìn ông và nói: chính ông cũng là người trong bọn đó. Nhưng Phêrô đáp: này anh, đâu có phải tôi. Chừng một giờ sau, một người khác lại quả quyết rằng: đúng ông này cũng theo người ấy, vì ông ta cũng là người xứ Galilea. Phêrô đáp: này anh, tôi không biết anh muốn nói gì. Khi ông còn đang nói thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: khi gà gáy, con đã chối thầy 3 lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Những kẻ canh giữ người nhạo cười và đánh đập người. Chúng che mặt người, vả mặt mà hỏi người rằng: hãy đoán xem ai đánh người đó. Và chúng còn thốt ra nhiều lời khác nhục mạ người. Vừa sáng ngày, các kỳ lão trong dân, các thượng tế và các luật sĩ hội lại và cho điệu người ra trước công nghị mà nói: Nếu ông là Đấng Kitô, hãy nói cho chúng tôi hay. Người trả lời: tôi có nói, các ông cũng chẳng tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời và cũng chẳng tha tôi. Nhưng từ giờ đây, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Mọi người đều hỏi lại: vậy ông là con Thiên Chúa ư? Người đáp: các ông nói đúng, ta là con Thiên Chúa. Bấy giờ họ nói: chúng ta còn cần chứng cứ chi nữa, vì chính chúng ta đã nghe y nói. Đoạn tất cả bọn họ đứng dậy và giải người đến Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Cesare, và còn tự xưng là Kitô vua. Phi-la-tô bảo các thượng tế và đám đông rằng: ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: người này đã làm náo động dân chúng,
giảng dạy khắp xứ Giu-đê-a, bắt đầu từ Ga-li-lê-a đến đây. Phi-la-tô vừa nghe nói đến Ga-li-lê-a, liền hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Ga-li-lê-a không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Hê-rô-đê, quan liền sai giải người cho Hê-rô-đê cũng có mặt tại Giê-lu-sa-lem. Trong những ngày ấy, Hê-rô-đê thấy Chúa Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước thấy người, bởi đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhà vua hỏi người rất nhiều lời, nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy, các thượng tế và các luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội, còn Hê-rô-đê cùng các quan lính thì khinh rẻ và nhạo báng người. Đoạn khoác cho người một cái áo choàng trắng và gửi trả người cho Phi-la-tô. Chính ngày đó, Hê-rô-đê và Phi-la-tô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bấy giờ, Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại, rồi bảo họ: các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi dục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua, và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả. Vậy ta sẽ cho xử phạt, rồi tha đi. Mỗi dịp lễ, quan tổng trấn phải phóng thích cho họ một người tù. Vậy toàn dân đồng thanh kêu lên: hãy giết người này và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Tên này vì giấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tống ngục. Nhưng Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-xu nên lại nói với dân chúng, nhưng chúng càng la to hơn và nói: hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, quan lại nói với dân chúng: người này đã làm gì xấu, ta không thấy nơi ông ấy có lý do để lên án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt, rồi tha đi. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá, và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Phi-la-tô liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy loạn và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giê-xu thì quan trao phó để mặc ý chúng. Khi điệu người đi, chúng bắt một người xứ Si-rê-nê tên là Si-môn ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác thập giá theo sau Chúa Giê-xu. Đám đông dân chúng theo người, có cả mấy người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giê-xu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: phúc cho người son sẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: hãy đổ xuống đè chúng tôi, và nói với các gò nổng rằng: hãy che lấp chúng tôi đi. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy thì gỗ khô sẽ ra sao? Cùng với người, chúng còn điệu hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là núi sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giê-xu than thở rằng: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia áo người. Dân chúng đứng đó nhìn xem
Và các thủ lãnh thì nhạo người mà rằng: nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi. Nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giê-xu rằng: lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giê-xu đáp: quả thật ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Nói đoạn người chút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng: ông này quả thật là người công chính. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những sự việc xảy ra liền đấm ngực trở về. Đứng xa xa có những kẻ quen biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Tuy nhiên, có một công nghị viên tên là Giuse, người tốt lành và công chính. Ông này đã không đồng ý với mưu toan và hành động của công nghị viên khác. Ông quê ở thành Arimathea trong xứ Judea. Chính ông cũng trông đợi nước Chúa. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giê-xu. Đoạn ông hạ xác người xuống, liệm trong khăn và táng trong mồ đã đục sẵn, nơi chưa táng xác ai. Hôm đó là ngày chuẩn bị và sắp bước sang ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người phụ nữ đã đi với người từ xứ Galilea cũng theo đến xem mồ và xác người được táng như thế nào. Rồi các bà về sửa soạn thuốc thơm và dầu thơm. Nhưng trong ngày Sa-bát, các bà nghỉ theo đúng luật. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Tắt nhìn ra cái quạt. Tắt nhìn ra cái quạt. Anh chị em thân mến, khi nghe đọc bài Thương Khó với những nhân vật trần thế và Chúa Giê-xu lúc bấy giờ cũng đang hiện diện ở trần thế, chúng ta dễ nghĩ rằng cuộc thương khó có một mình Chúa Giê-xu. Nhưng không phải, bởi không có công trình nào mà không có sự hiện diện của cả ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên công trình cứu chuộc
cũng là công trình lớn lao của Ba Ngôi, nơi Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết, đổ máu và hy sinh cho loài người rồi sống lại, có sự hiến dâng của Chúa Cha, người hiến dâng mình nơi cuộc tử nạn của Chúa Kitô, người hiến dâng con của mình để trần thế được nhờ mà mang lại ơn cứu độ cho trần thế. Chúa là Thiên Chúa uy quyền, nhưng người không thể dâng mình nơi chính mình. Người đã dâng mình nơi đứng là người con đã trở thành người để chết cho trần thế. Và Chúa Giêsu đã hiến mình theo cách thức Chúa Cha muốn để trở thành nguồn ơn cứu độ cho chúng ta. Chính Chúa Kitô đã tự nguyện bước vào cuộc thương khó này. Và đặc biệt là Chúa Thánh Thần. Nhiều lúc chúng ta không để ý đến tương quan giữa ngôi Cha, ngôi Con và Chúa Thánh Thần trong cuộc thương khó cứu chuộc của Chúa Kitô, cũng như sự sống lại của Chúa Kitô trong vài ngày nữa. Nhưng thưa anh chị em, như tôi đã nói, không có công trình nào của Thiên Chúa mà không gồm tóm cả khuôn mặt Ba Ngôi hiện diện trong tình yêu của cả Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần đã hiến dâng chính cuộc thương khó của Chúa Kitô để trở thành sức sống cứu độ cho chúng ta, và áp dụng máu cứu độ của Chúa Kitô để từ nay tất cả những ai được cùng với Chúa Kitô trong máu của Người mà tin tưởng, mà nhận lấy thì cũng sẽ được thánh hóa. Thánh hóa từ thời này sang thời khác đến muôn đời. Đúng hơn, Chúa Thánh Thần đã áp dụng chính sự cứu độ của Chúa Kitô cho mọi thời đại. Người đã hiến chính mình nơi sự cứu độ hoàn hảo mà Chúa Kitô mang lại. Cho nên cả Ba Ngôi trong công trình cứu chuộc, và Chúa Giêsu chính là người đã thay Thiên Chúa để làm tất cả những điều đó trước mặt chúng ta. Qua dòng máu cứu độ Người đã đổ ra thật, qua sự chết Người đã chết thật trên thánh giá, qua sự sống Người đã sống lại thật từ nấm mồ. Vậy đứng trước tình yêu của cả Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, anh chị em và tôi phải như thế nào? Đọc bài thương khó hôm nay, tôi thấy có ba thái độ của con người. Thái độ thứ nhất là sự thất vọng. Đó là tông đồ Giuđa. Sau khi bán đứng thầy mình, chắc có lẽ tông đồ Giuđa nghĩ rằng mình đã phạm tội quá sức, phản bội thầy kinh khủng. Ông đã tìm đến cái chết. Ông không còn thấy được lòng khoan dung, sự cứu độ của Chúa đứng mà mình tôn thờ, của vị thầy mà mình đang theo trong vài năm gần đây, của ơn Chúa Thánh Thần mà mình đã được lãnh nhận để trở thành giám mục của Hội Thánh. 12 tông đồ là những giám mục đầu tiên của Hội Thánh. Ông đã thất vọng, đã tìm đến cái chết. Điều đó không cho phép chúng ta, thưa anh chị em. Bởi anh chị em và tôi trong cuộc đời này, làm sao khi chân chúng ta còn dẫm trên mặt đất thì lòng chúng ta không khỏi có những lúc phạm lỗi, có những lúc gây nên những đổ vỡ trong ơn thánh của mình. Chúng ta giết chết sự sống mà Thiên Chúa ban cho mình nơi chính cuộc sống hiện tại. Sự sống đời đời nhiều lần bị chúng ta giết mất nó bằng những tội phạm của mình. Thế nhưng cũng chính ơn tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa, và đặc biệt nơi Chúa Giêsu Kitô công bố sự giải tội, sự tha thứ ấy, chúng ta đã lấy lại con đường sống mà Chúa ban cho mình. Cho nên nếu ai thất vọng về Thiên Chúa, nếu ai không còn đủ vững tin về tình yêu mà Thiên Chúa trao cho mình, kẻ đó vô phúc. Có những người cho tới chết
vẫn không trở lại đạo chẳng hạn. Không biết là nghĩ gì, nhưng cho tới chết, thí dụ như sống trong tội mà chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là chết một cách bất ngờ, ngã đùng ra chết, thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng có những lúc còn khả năng ăn năn tội, phải chăng đó chính là hành vi của sự thất vọng về niềm tin vào tình yêu đối với Chúa chúng ta? Và thái độ thứ hai là thái độ của những kẻ ở lì trong tội, biết là tội, thấy là tội, nhận ra là tội, ở lì trong tội, không muốn hoán cải. Đó là thái độ của các thượng tế, các luật sĩ, các biệt phái. Họ hợp công nghị với nhau và họ nhận định rằng ông Giê-xu làm nhiều dấu lạ và dân chúng đang ùn theo ông Giê-xu. Ông là người đang có quyền lực trên dân chúng, thậm chí quyền lực trên ma quỷ, trên bệnh tật và trên tất cả những sự dữ. Đã nhiều lần ông đe gió ngăn biển và bão tố trên biển phải vâng lời ông. Họ nhận ra tất cả những điều đó, nhưng họ đã cứng đầu cho tới ngày Chúa Giê-xu sống lại. Họ vẫn cho lính tráng tiền để bịt miệng lính tráng rằng ông Giê-xu bị cướp mất xác chứ không phải ông sống lại. Cứng đầu cứng cổ và ở lì trong tội đến vô phương chữa chạy. Thưa anh chị em, đó cũng là một thái độ không được phép của chúng ta. Nhận ra mình có tội, sao lại cứng đầu? Nhận ra mình đã từng xúc phạm đến lề luật của Chúa, đến lời Thiên Chúa, đến giáo huấn của Chúa và với giáo huấn của Hội Thánh, thì tại sao chúng ta không nhanh chân, không mau kiếp trở về để được tẩy xóa, để được giao hòa lại với sự sống mà đứng cứu độ mang lại cho mình? Sao lại không? Sao lại hết năm này sang năm khác chúng ta ở lì trong tình trạng tội lỗi của mình, hết thời gian này tới thời gian khác chúng ta cố chấp trên con đường mà mình đang đi? Đó là con đường xấu, con đường dữ, con đường của tối tăm, con đường của a dua theo thế gian. Và thái độ thứ ba, thái độ này hoàn toàn hợp với chúng ta, và anh chị em và tôi hãy bước theo Chúa Kitô, nói riêng, bước theo tình yêu của cả Thiên Chúa Ba Ngôi nói chung, bằng chính thái độ mà tôi sắp nói với anh chị em. Đó là sự ăn năn hối cải của Thánh Phêrô. Đó là giờ phút cuối cùng đối diện với thánh giá của Chúa Kitô, người trộm lành đã cầu xin, đã ăn năn, đã thống hối: xin cho tôi được vào nước Ngài. Thái độ đó rất cần cho chúng ta, nhất là trong những ngày mùa chay và tuần thánh. Và đây là giai đoạn cuối của mùa chay, khởi đầu cho tuần thánh đây. Mỗi chúng ta nhìn lại thân phận của mình, nhìn lại những lần yếu đuối ngã nhào của mình, nhìn lại biết bao nhiêu lần mình đã rắp tâm phản bội với tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta trở về, để chúng ta học theo cách thức mà tông đồ Phêrô đã học, để rồi ngay sau khi Ngài ăn năn trở lại, Chúa đã không từ chối Ngài bất cứ điều gì, mà Chúa còn ban cho Ngài, sau khi Chúa sống lại, Chúa ban cho Thánh Phêrô quyền làm giáo hoàng đầu tiên, giáo hoàng thứ nhất của Hội Thánh. Và cuối cùng, Thánh Phêrô với con người đã từng sanh ra trong yếu đuối nhưng lại trưởng thành trong ơn thánh của Đấng Phục Sinh, đã chấp nhận tử đạo để tuyên xưng đức tin tại thánh đô Roma, để nhờ đó ngày hôm nay kinh thành Vatican trở thành nơi mà mỗi chúng ta hướng về, dù có thể hành hương bằng đường đi đến nơi đó, hoặc mình có thể hành hương trong sự hướng về để hiệp thông với cả Hội Thánh Hoàng Vũ. Thánh Phêrô đã trở thành cốt trụ của Hội Thánh, chức quyền làm giáo hoàng của Ngài đã trở thành điểm trung tâm để mọi nơi quy về đó mà sống. Điều mà chúng ta đang sống đó là chức phận làm con Thiên Chúa,
và là người mang lấy Chúa Kitô như ấn tín cứu độ đời đời của chính mình. Thưa anh chị em, người trộm lành cũng vậy. Giờ phút cuối cùng, với một lời ăn năn, Chúa hứa thiên đàng cho ông. Và có thể nói được là ngay khi Chúa Giêsu về trời, người trộm lành đã trở thành vị thánh đầu tiên đi theo Chúa vào trời. Người trộm lành đã trở thành người đầu tiên tháp tùng với Chúa ngay sau khi Chúa về diện kiến với Chúa Cha, bởi chính lời của Chúa Giêsu cho chúng ta biết điều đó: hôm nay anh ở trên thiên đàng với ta. Kẻ đã ăn trộm, kẻ đã có những tội phạm, kẻ đã từng có những lúc ngã nhào trong tội, nay đường đường chính chính theo thầy Giêsu, theo đấng cứu độ một mình theo Ngài vào trời trước tiên. Chắc có lẽ cả thiên đàng chưng hửng vì đi theo Chúa Kitô về trời. Không phải là một vị tổ phụ ngay lúc đó, không phải là một vị tổ phụ nào hay một vị thánh nào nổi tiếng, mà lại là người trộm lành. Còn các tổ phụ của chúng ta, còn những tiên tri thời Cựu Ước, phải đợi đến khi Chúa Giêsu viếng thăm và đưa từ ngục tù giam ở đó mới được giải thoát khỏi lâm bô ấy mà đưa về trời. Chỉ một mình Chúa Kitô đã về trời đi theo người có ông trộm lành, có thể nói được như vậy. Thưa anh chị em, bằng chứng của sự ăn năn tội đã giúp cho chúng ta lấy lại tất cả ân thánh, lấy lại tất cả sự sống. Vậy một lần nữa nói với anh chị em về tình yêu của cả Thiên Chúa, đấng là Cha, là Con, là Thánh Thần đã hiến mình cho chúng ta. Anh chị em và tôi hãy loại trừ hai thái độ đầu, chỉ sống một thái độ duy nhất mà Thánh Phêrô và người trộm lành đã đạt được, để nước trời thuộc về chúng ta, công trình cứu độ của Chúa thuộc về chúng ta.